Giáo hội Giáo phận Phú Cường. Kính thưa quý cha đồng tế, quý bề trên tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn phục vụ, con xin đại diện cho mẹ của con, các anh chị em và các cháu trong gia đình nói lên tâm tình biết ơn và cảm tạ của chúng con. Thật là niềm vinh dự và nâng đỡ lớn lao cho chúng con trong ngày lễ dỗ một năm của ba chúng con là cụ Giuse Phạm Văn Tuân. Chúng con được đón tiếp đức cha, quý cha và mọi người về hiệp dân thánh lễ hôm nay trong hoàn cảnh mà mọi người đang lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh. Sự hiện diện này đã nói lên tình yêu thương và niềm an ủi vô biên mà đức cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã dành cho gia đình chúng con, cách riêng cho ba của chúng con là cụ Giuse. Chúng con xác tín rằng sự hiện diện và lời cầu nguyện của đức cha, quý cha và cộng đoàn dành cho ba của chúng con hôm nay sẽ được Chúa Thái Thương chấp nhận và cho ba của chúng con là linh hồn Giuse được mau hưởng phúc thiên đàng. Con cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người trong gia đình linh công, huyết tộc, quý thông gia, bà con nội ngoại đã luôn gọi điện thăm hỏi hồi an và cầu nguyện cho ba của chúng con từ khi biết tin cụ qua đời và hôm nay còn đến hiệp dân thánh lễ dỗ một năm. Xin Chúa trả công bồi hậu cho mọi người. Đặc biệt chúng con xin chân thành cảm ơn cha xứ, cha phó, quý ban hành giáo, quý ca đoàn, lễ sinh, trật tự của giáo xứ Kẻ Sạch đã nâng đỡ và giúp gia đình chúng con tổ chức thánh lễ dỗ hôm nay thật trang nghiêm và sốt sáng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình chúng tôi để thánh lễ hôm nay được diễn ra trong trật tự và tốt đẹp. Kể từ khi ba của chúng con được Chúa gọi về, gia đình chúng con mất đi một chỗ nương tựa, tưởng chừng như không ai có thể thay thế được. Mẹ của chúng con mất đi một người bạn đời luôn trung thành yêu thương. Anh chị em chúng con mất đi một người bố bao dung mẫu mực. Các con cháu của chúng con mất đi một người ông hiền lành luôn dành điều tốt lành nhất cho gia đình. Chúng con thấy thiếu vắng và nhớ thương bố nhiều lắm. Thế nhưng tình yêu thương và nâng đỡ của đức cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi người đã phần nào giúp chúng con vơi đi sự mất mát lớn lao này. Xin mọi người tiếp tục thương yêu cầu nguyện cho gia đình chúng con. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng tri ân đức cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn ở lại dùng bữa cơm gia đình thanh đạm của chúng con tại khuôn viên nhà xứ để chúng con có cơ hội thăm hỏi và cảm ơn mọi người, gia đình chúng con đồng bái tạ.